Alo, thân chào anh em, chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình nha anh em. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ với anh em cách để mà chúng ta kiểm tra những cái viên pin 18650 như thế này nè anh em. Coi nó còn sống hay là đã chết nha. Thì hôm trước mình có sửa mấy cái đèn sạc cho mấy anh bạn của mình đó. Thì những viên pin này thì sạc không có vô đó. Bây giờ mình muốn kiểm tra thử là những viên pin này còn sống hay tốt. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái máy kiểm tra pin của mình, cái máy sạc Lito Kala nha anh em. Lito Kala đó là LI500 để mình kiểm tra. Đây có một cái viên pin là từ cái đèn pin của ông bạn mình nè. Bây giờ mình sẽ đó là ghim như thử coi như thế nào ha. Đó, thì ghim vô lúc này đây chứ nuôi là chưa có gì nè, có nghĩa là trống nè. Bây giờ mình sẽ ghim vào nè, đây ghim vào thì nó vẫn là nuôi nè, nó không có lên được, nghĩa là viên pin này đã hư rồi. Viên pin này là đưa nó về với đất mẹ, giúp dục bỏ nó đi rồi đó. Giờ mình sẽ kiểm tra cái khe khác coi. Đó, nó cũng vậy luôn nè, không lên. Bây giờ mình sẽ lấy một cái viên pin bình thường, mình sẽ đó là thử cho anh em xem nha, như thế nào nha anh em. Ở đây mình có cái viên pin này nè, bình thường nè. Mình sẽ đo thử bằng cái đồng hồ của mình coi nó có lên không nha, lên volt không. Nó 4,11V nè. Đó. Và khi mình đưa vào cái máy này nè anh em, thì nó sẽ như thế này. Mình đưa vào cái khe nào bất kỳ. Đó, thì nó sẽ nhảy lên là cái thông số của cái viên pin này nè. Cái dòng đầu tiên là cái này nè, cái dòng 4,1V. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là điện hiệu điện thế của cái viên pin lúc này nó là 4,18V nè, 20 luôn rồi đó. Còn cái ở phía dưới là chỗ là milliohm này rất là quan trọng đó, 47 milliohm, có nghĩa là cái nội trở của cái viên pin này thì xài còn tốt nha anh em, xài còn tốt nội trở của viên pin. Còn cái dòng mà không gì nè, 2 milliamp bây giờ, có nghĩa là số điện là dòng điện mà nó đã nạp cho viên pin này. Còn cái chỗ này đó là chúng ta sạc với cái dòng là 500 mAh, còn chỗ này là cái giờ sạc thôi. Còn chữ này đó là đang đó là ở chế độ sạc, chúng ta có thể thay đổi được ha, thay đổi bằng cách là nhấn cái này, nhấn giữ 3 giây đó, chuyển sang những chế độ khác nè. Fast test có nghĩa là sạc nhanh, normal test là sạc bình thường nè, còn sạc cái này sạc thôi, còn cái này test là test pin coi nó có dung lượng nó bao nhiêu. Còn normal test ha, nó có 3 chế độ. Còn mình bên đây là mình đó là thay đổi cái dòng 300 mAh, thay đổi cái dòng sạc của nó 500, 700 và 1000, có nghĩa là dòng sạc 1A. Chúng ta để 500 thôi, mặc định thôi ha, chứ chúng ta để mà sạc dòng cao quá thì nó nóng viên pin ha. Mau nhưng mà nó nóng viên pin. Đấy. Đó, như vậy là đối với là cái một cái viên pin thì nó có những cái là cách mà chúng ta test như vậy đó. Thì qua cái sơ bộ thì mình cũng tin rằng anh em cũng đã biết sử dụng ha. Và ở đây nó có 4 khe nè, 1 2 3 4 và mỗi khe đều là nó đơn độc với nhau nha. Đó. Rồi bây giờ là để kiểm tra những viên pin còn lại nó sống hay chết thì mình sẽ tháo ra và mình kiểm tra thử nó sống hay chết những pin này hả anh em. Những cái viên pin này trong cái đèn sạc nó được mắc song song với nhau, chính vì vậy mà một viên còn sống thì nó cũng sống nữa, mà khi mà sạc không có vô pin. Nhưng mà mình muốn kiểm tra thử nó như thế nào, giờ mình sẽ đó là tháo ra và mình sẽ ghim vào cái máy của mình nha.
Rồi anh em ơi, mình đã bây giờ mình đã tháo xong đó là ba cái viên pin ra, nó đơn lẻ nhau nè anh em. Thì để mà test thì mình phải vệ sinh mấy cái đầu này cho nó sạch lại nha anh em. Để thôi nhiều khi nó bị không có sạch rồi nó cũng không có ăn điện nữa. Test hơi khó. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ghim thử từ pin vô ha, cái máy của mình ha. Giờ mình tháo cái viên pin này ra luôn đi. Tháo viên pin của mình ra luôn đi. Để chế độ normal test cho nên nó không có lấy nè. Mình sẽ chế độ sạc thôi. Rồi mình sẽ tháo viên pin này ra luôn, viên pin của mình. Mình sẽ kiểm tra từ viên như thế nào ha. Rồi viên này trước đi. Mình sẽ ghim vào nè. Nhớ là ghim đúng chiều nữa nha. Viên đầu tiên thì rất là may mắn là nó không có sống. Mà nó không sống có nghĩa là nó đã chết rồi. Đó. Viên thứ hai coi. Không biết sao kỵ ta. Viên thứ hai thì nó cũng y chang viên thứ nhất viên nè. Chắc viên thứ ba nó cũng anh em luôn quá. Đó. Ba viên pin đều không có sống hết nha anh em. Nó đi xa lắm rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ dùng cái phương pháp là mình sẽ kích những viên pin này lên nha. Rồi mình kích như thế nào thì mình sẽ đó là hướng dẫn cho anh em xem luôn. Kích lên cho nó còn xài được không nha. Đó. Bây giờ đó nó vô rồi đó. Giờ mình phải kích nó lên. Kích như thế nào anh em nha, sẽ quan sát mình nè. Giờ mình đo bằng cái máy này trước đi. Kiểm tra nó nè. Nó hoàn toàn là nó không có cái volt nào hết trơn á. Mình sẽ sử dụng một cái mạch sạc để mình tìm cái nó nằm ở đâu. Đây nè anh em, mình sử dụng cái mạch sạc này nè. Mình sạc từng viên pin đơn lẻ ha. Mình kiểm tra bằng cái USB đôi dòng này nè. Thử coi nó có ra, có dòng ra không, có nạp vô được không. Sẽ ghim vô đây. Đấy. Anh em nhìn nè, mình sẽ ghim vô nè. Đó. Rồi mình sẽ đó là ghim vô cái đồ sạc này nha. Đó, mình sẽ ghim vô. Mình sẽ đây, mình sẽ được cái bộ sạc. Lúc này là chỗ này nó có màu xanh nè anh em. Nghĩa là chưa có sạc. Khi mà mình đặt cái viên pin vô đây, nếu như mà nó lên màu đỏ thì có nghĩa là nó đã sạc pin vô ha. Rồi cái viên đầu tiên thì nó không có vô. Nó không có chuyển sang màu đỏ. Chỗ này không chuyển sang màu đỏ là không thành công. Viên này hoàn toàn là không sạc được. Đi luôn rồi. Không kích được. Viên nào mà nó lên màu đỏ là chúng ta kích được nha. Rồi viên này cũng vậy luôn rồi anh em ơi. Không được à. Không được nha. À, chỗ này thì chúng ta đo nó ra 5V nè. Đó. 4,19V. 4,2 đó. Viên thứ 3. Rồi như vậy là nó cũng không có được chỉ sang màu đỏ luôn rồi. Như vậy là không thành công nha, bên này hoàn toàn không kích được. Mặc dù pin rất là nặng nha. Pin này nặng luôn á. Đấy. Không kích được. Mình sẽ làm các phương pháp tiếp theo nữa anh em. Mình sẽ lấy một cái cây này nè, có cái đầu USB, mình sẽ ghim vô cái này ha. Sẽ ghim vô đây. Rồi. Rồi mình lấy hai cái đầu này mình sẽ chập vô pin nè, đầu dương vô đầu dương nè. Âm vô âm nè. Coi có dòng ra không? Đấy. Rồi mình sẽ mở đồng hồ lên mình đo luôn. Rồi mình sẽ đo. Đó, lúc này 5 phẩy mấy volt nè, 5,29V. Mình chào xíu coi pin nó có lên không. Hoàn toàn dòng nó không có dòng ga. Lúc này cái này nó có thay đổi không? Rồi không thay đổi, như vậy là chứng tỏ là pin này nó hỏng hết rồi. Và cái kết quả cuối cùng là chúng ta sẽ ném nó vô thùng rác coi như là xong ha. Đây là cái viên pin là cũng nằm trong cái viên pin này nó cũng nằm ở trong cái một cái cục sạc đó nè. Đó, mình cũng sửa cho người ta là viên pin hồng ki gì nè. Đó, bây giờ mình sẽ test thử cho nó còn sạc được không ha. Giờ có nội trở không ha. Nó còn von đó, mình thấy nó còn von đó. Khi mà ghim vô cái máy này thì nó lên nè anh em. 82 nội trở ha. 82 nội trở thì cũng cao rồi đó ha. Nó cũng cao lắm. Nhưng mà còn xài được nha. Thì tạm thời mình sẽ đó là sạc thử coi nó sẽ được bao nhiêu ha.
rồi nó nhảy lên 1,7 rồi nó en rồi nè, nè nhảy lên 1,7 và nó đã en rồi. Viên pin này có 1,7 à, và viên pin này mình hoàn toàn kích được bằng cái phương pháp này. Mình sẽ đó là mình sẽ ghim vô, ghim cái này vô sạc đấy, nó chuyển sang màu đỏ rồi nè, đó cái đèn nó chuyển sang màu đỏ là nó sạc rồi nè. Và hiện giờ nó đã có dòng ga ở trên cái USB đôi dòng rồi đó. Thì mình để đến một cái giai đoạn nào đó thì nó sẽ lên pin ha. Khi nó lên pin thì mình sẽ sạc được bằng cái máy đó là Lito Kala nha anh em. Thì đó là cách để mà mình kiểm tra các viên pin nó còn sống hay là chết nha anh em. Rồi thì cái máy Lito Kala này nó mình xin nói một chút, nếu như anh em nào mà chúng ta mà có muốn vào quạch thì chúng ta nên có một cái máy gọi là Lito Kala như thế này để chúng ta sạc pin, đo pin, chúng ta biết cái pin nào còn tốt phải sống để chúng ta sửa các thiết bị mà điện tử nhỏ nhỏ chẳng hạn như đèn quạt rồi nha anh em. Rồi thì hôm nay mình có một số chia sẻ đến anh em vậy thôi, mình hy vọng rằng nó sẽ đem đến cho anh em những cái điều thú vị nha. Mình xin thân chào và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo nha. Rồi bye bye.